Về trận đấu ngày mai thì toàn đội sau 4 đến 5 ngày tập luyện thì tinh thần anh em rất là tốt. Thì mặc dù là thời gian chuẩn bị khá là gấp gáp và các lịch thi đấu khá là dày đặc. Tuy nhiên thì các cầu thủ cũng rất là đồng cảm với huấn luyện trưởng. Nhưng mà chúng tôi cũng luôn luôn ra sân với tinh thần cao nhất và thật sự là thời điểm hiện tại thì toàn đội đang ở trong cái trạng thái tốt nhất để bước vào trận đấu rồi. Về chiến thuật những cái lối chơi của thầy thì bản thân anh nghĩ không có gì là quá đặc biệt. Thì hầu như những huấn luyện viên hiện tại thì họ luôn luôn cố gắng là đi theo cái trend chiến thuật trên thế giới. Chúng ta có thể thấy là những năm gần đây thì rất nhiều những huấn luyện viên có cái phong cách chơi bóng tương tự như nhau, kể cả bóng đá thế giới hay là bóng đá Việt Nam cũng vậy thôi. Và bản thân bóng đá Việt Nam cũng đang cố gắng hòa nhập từ các cầu thủ cho đến các huấn luyện viên thì vừa đưa ra những cái triết lý đó, nó đi theo cái trend đấy. Và hy vọng là từng bước thì chúng ta sẽ rút ngắn cái khoảng cách với bóng đá thế giới. Cái đấy thì đương nhiên là sẽ khó khăn và cần thời gian, nhưng mà đây là cách tốt nhất để chúng ta hội nhập. Có thể là cần phải có những sự vấp ngã, cần phải có những cái thất bại để chúng ta bước tiếp, nhưng bản thân tôi nghĩ thì các cầu thủ cũng nên hiểu rằng là mình muốn tiến bộ, mình muốn phát triển thì mình bản thân mình phải thay đổi, không thể cứ mãi đi theo lối mòn cũ được. Và hy vọng là các khán giả cũng sẽ hiểu điều đó, rằng là đội tuyển vẫn mong muốn tiến bộ, vẫn mong muốn thay đổi để đáp ứng được cái kỳ vọng nội bộ. Đương nhiên là cái mục tiêu đầu tiên của chúng tôi vào sân để thắng chắc chắn là phải mục tiêu cao nhất rồi, nhưng mà qua đó thì từng trận chúng tôi sẽ cải thiện về mặt cái lối chơi. Và chỉ qua 3-4 ngày thì rất khó để có thể là làm hoàn hảo được một cái yêu cầu mong muốn của huấn luyện trưởng, nhưng mà tôi tin là sau những buổi tập thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm, đã có những cái trao đổi, và trận đấu ngày mai thì tôi tin là chúng tôi sẽ làm tốt một phần nào đó, hoặc là hy vọng là sẽ làm tốt hơn những gì mà thầy mong muốn.